kính chào quý vị và các bạn. Bảo Hà rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ngày hôm nay. Hẳn các bạn vẫn thường băn khoăn ghế ra theo xe nhàm chán, sờn rách, không có phong cách riêng. Ghế theo xe thường là chất liệu nỉ, dễ bám bụi, có mùi hôi. Ghế của một vài dòng xe sang cần được bảo vệ, giữ gìn. Vậy thì nên làm gì bây giờ? Giải pháp tối ưu được đưa ra là thay áo ghế mới cho xe. Tuy nhiên, sản phẩm áo ghế ra trên thị trường thường được làm bằng chất liệu da kém chất lượng, kém mùi hôi, thiết kế theo lối cổ hủ, màu sắc cực kỳ loè loẹt, thiếu sự tinh tế. Giờ điều đó không còn đáng ngại nữa. Với sản phẩm áo ghế ô tô Hoàng gia cao cấp của Bảo Hà, nội thất sẽ lột xác với phong cách mới, đi kèm họa tiết vân nổi tinh tế là chất liệu da mịn, sang trọng. Chắc chắn khi các bạn lắp xong bộ áo ghế sẽ thấy nội thất thay đổi hoàn toàn như bước vào dòng xe hạng sang như BMW, Mercedes, Audi. Cách thức lắp cũng thật đơn giản. Như các bạn sẽ thấy có 3 tấm da tách rời. Đầu tiên, chúng ta sẽ lắp tấm đáy trước. Ở đây, các bạn sẽ thấy có các dây chun đàn hồi nối với nhau, đồng thời là có các móc cài. Các bạn chỉ cần luồn dây chun xuống dưới và bấm lại với nhau ở dưới gầm ghế bằng hai chiếc khóa nối bằng nhựa. Sau khi nối hết 3 dây ở dưới, các bạn chỉ cần móc những chiếc móc còn lại và chỉnh lại cho tấm đáy trở nên ngay ngắn là được. Ghế phụ và hàng ghế sau lắp tương tự. Bây giờ, Bảo Hà sẽ zoom cận cảnh để các bạn nhìn thấy chất liệu. Đường may chuẩn chỉ, chắc chắn, có lỗ thông hơi, thoáng khí và êm ái. Với chế độ bảo hành 1 năm, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm mà không còn lo lắng da bị bong chóc như simili thông thường. Loại áo ghế này lắp vừa cho xe ô tô từ 5 đến 7 chỗ ngồi. Một bộ gồm 2 ghế trước và hàng ghế thứ 2. Với 6 màu tinh tế là đen đỏ, nâu đỏ, nâu cà phê, kem, đen xanh và đỏ đô. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một tông màu phù hợp nhất với nội thất xe một cách dễ dàng. Với những ưu điểm như trên, Bảo Hà tin rằng sản phẩm này cực kỳ cần thiết và hữu ích đối với các bạn cùng gia đình. Thật đơn giản, các bạn chỉ cần để lại tên model xe, đời xe và số điện thoại. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của nội thất ô tô Bảo Hà sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất. Với uy tín lâu năm trên thị trường, Bảo Hà tin rằng các bạn sẽ cảm thấy an tâm và hài lòng tuyệt đối khi quyết định đặt mua sản phẩm của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip giới thiệu sản phẩm áo ghế Hoàng gia cao cấp. Bảo Hà chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trên mọi nẻo đường.